Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nghe Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo sơ bộ lần 1 dự án quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo báo cáo của nhà thầu liên danh tư vấn quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, dự án quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên định hướng nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Theo đó, xác định tầm nhìn chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở thừa kế có chọn lọc và phát huy những tiềm năng lợi thế dư địa của thành phố Đà Nẵng để xây dựng quy hoạch phân bổ không gian lãnh thổ nhằm đạt các mục tiêu phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án quy hoạch đưa ra 3 trụ cột chính của thành phố, đó là du lịch, chế xuất và dịch vụ logistics, kinh tế tri thức, đồng thời xây dựng 4 kịch bản tăng trưởng kinh tế của thành phố giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và 2031-2050. Trên cơ sở phân tích các dữ liệu, nhà thầu liên danh tư vấn quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng kết luận không có lựa chọn khác để Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm miền Trung nếu không định hướng phát triển đô thị nén, không có đủ nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho một đô thị dàn trải. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm theo từng thời kỳ, theo hình thức cuốn chiếu, đi từ lõi phát triển ra, làm đến đâu hoàn thiện đầy đủ đến đó, để sớm phát huy hiệu quả đầu tư toàn xã hội. Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, hầu hết các ý kiến đồng tình với cách đặt vấn đề xây dựng đô thị nén của nhà thầu liên danh tư vấn quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, cũng cần có sự chọn lựa, không phát triển tràn lan. Về 4 kịch bản tăng trưởng, các ý kiến cơ bản là thống nhất, tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025 cần xem xét lại do tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của thành phố. Một số ý kiến đề nghị cần ra soát, tích hợp dữ liệu của các ngành để đưa vào quy hoạch chung, cần nghiên cứu thêm về phát triển phố đi bộ, đưa vào quy hoạch ngành kinh tế thành phố có thế mạnh như kinh tế biển, dịch vụ tài chính, trong kinh tế tri thức nên có yếu tố liên quan đến xã hội. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu liên danh tư vấn quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và cho rằng tư vấn đã tiếp cận rất gần đến những vấn đề thành phố quan tâm. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy đề nghị tư vấn cần xem xét, bổ sung thêm các căn cứ trong quá trình lập quy hoạch, trong đó chú ý đến những văn bản, nghị quyết sát với thực tiễn tình hình của thành phố. Thành phố có chủ trương khuyến khích tư vấn đưa ra các mục tiêu định hướng và các phương án phát triển mới, tạo ra sức bật đột phá cho sự phát triển thành phố khác biệt so với Nghị quyết 43 và Quyết định 319. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành liên quan chủ động phối hợp trao đổi với tư vấn tổng để sớm hoàn thành dự án. Bí thư Thành ủy đồng ý với định hướng xây dựng đô thị nén, nhưng chỉ tập trung ở quận Hải Châu, Thanh Khê và một phần khu vực quận Sơn Trà.